Ok, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình trả lời một thắc mắc của bạn 12A Anh Khoa 7C. Bạn ấy hỏi rằng một cái thửa ruột thửa vuông hình chữ nhật có nửa chu vi và chiều rộng kém chiều dài. Thì khi các bạn thấy bài toán mà có cho chu vi hay là nửa chu vi với chiều dài hơn chiều rộng hay là chiều rộng kém chiều dài thì các bạn nghĩ ngay đó là dạng tổng hiệu. Tổng hiệu. Được chưa ạ? Rồi bắt đầu mình tóm tắt. Tóm tắt. Nửa chu vi bằng bao nhiêu ạ? 32 m. Chiều rộng kém chiều dài 16 m. Thì khi người ta ghi chiều rộng kém chiều dài 16 m, các bạn cũng có thể hiểu là chiều dài hơn chiều rộng 16 m. Tính chiều dài đề bài kêu là tính chiều dài phải chiều rộng và tính diện tích. Được chưa? Đơn vị là mét và đây là đơn vị là mét vuông. Thì nửa chu vi, các bạn phải hiểu nửa chu vi là gì ạ? Nửa chu vi chính là chiều dài mình viết rộng nha, cộng chiều rộng. Đề bài cho là 32. Chiều rộng kém chiều dài, hay nói cách khác dài, ta lấy dài nè, hơn rộng ta lấy dài, chiều rộng sẽ ra đúng cái phần hơn kém. Thì đây là gì ạ? Đây là tổng nè, đây là phép cộng, đây là tổng nè, đây là phép trừ nè, và đây là hiệu. Được chưa? Chiều dài chính là số hạng thứ nhất sẽ bằng tổng cộng hiệu tất cả chia hai. Rộng nè chính là số hạng thứ hai, lấy tổng trừ hiệu tất cả chia chị hai. Hai cái công thức này các bạn phải nhớ khi gặp bài toán dạng tổng hiệu. Được chưa? Vậy bắt đầu mình tính chiều gì chứ ạ? Tính chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng là bao nhiêu ạ? 32 cộng hiệu là 16, tất cả chia 2 bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lời. Thì phép đúng các bạn làm trong ngoặc trước rồi tới phép chia. Xin lỗi mình bị sai nha các bạn. Số hạng thứ nhất là phải là chiều dài nha. Xin lỗi nha các bạn. Lỡ ẩu quá, xin lỗi tất cả các bạn. Được chưa? Tiếp tục mình sẽ tính được chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2 bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là sẽ lấy dài nhân rộng bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lỡ và các bạn nhớ đáp số. Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.